Dạ vâng, Điện tử Tám Hoa xin chào toàn thể anh em nhé. Vâng, quay trở lại video ngày 14 tháng 6 năm 2020 thì bên em tiếp tục làm một cái video giới thiệu sản phẩm vừa về, đó là những cặp loa bãi có tên là BMB, mã sản phẩm này là CS350V. Vâng, thì những cặp loa đang hiện hữu trước màn hình toàn thể anh em được sản xuất vào năm 95-96. Vâng, rất là lâu rồi. Thì loa được thiết kế một bát 20 và 2 tép giấy. Vâng, thì những cặp loa BMB CS350V thì những cặp loa này thì bên em vừa được thay gân mới hết anh em nhé. Bên em vừa thay gân mới toàn bộ. Bởi vì những cặp loa này mà nói là gân xịn thì không có, bởi vì là nó sản xuất ra rất là lâu rồi, trên 20 năm rồi. Thì gân của nó đương nhiên là phải mục, là không thể sử dụng được nữa, thì bắt buộc là phải thay gân mới. Vâng, đây là những cặp loa bãi xịn được sản xuất tại Nhật Bản. Bên em vừa về được có 5 cặp thôi. Hàng về giỏ giọt lắm các bác ơi. Vâng, loa có tên là BMB này, mã model là CS350V này. Trở kháng của loa là 8 ohm. Công suất 300W. Made in Japan. Đó. Thì với cái lô có 5 cặp thôi thì bên em lựa chọn rất là kỹ lưỡng rồi. Hình thức thì còn tương đối là đẹp. Đó, tương đối là đẹp. Giá thì cũng phù hợp để cho anh em sử dụng. Vâng, giá rất phù hợp nha anh em nhé. Vâng, giá rất phù hợp. Những cặp loa bãi xịn BMB CS350V thì bên em bao zin bao xịn. Chỉ có cái gân của bát thì bên em buộc phải thay, bởi vì nó đã bị mục. Đó. Vâng, đây là cái bát 20 và cái gân đây là gân mới anh em nhé. Đây là em thay toàn bộ gân mới hết. Đó. Và chất âm rất là hay. Rất phù hợp các bác ghép với những âm ly 203, 506 rất là hay. Đấy, một bát 20 và 2 tép này. Đấy. Bao zin bao xịn, không lai bát lai tép cho anh em nhá. Không lai bát lai tép. Đó. Đây là những cặp loa bãi xịn. Đấy, BMB này. Đấy. Chất âm rất là hay. Vâng, bao zin không lai bát lai tép này, tép xịn của nó này. Đấy. Bát tép xịn hết anh em nhá. Bát tép xịn hết này. Phân tần này. Bông tiêu âm này. Đấy. Vâng, thì bên em về không được nhiều, chỉ có 5 cặp thôi. Lựa chọn thanh lọc được có 5 cặp thôi. Thì cái hình thức thì còn tương đối là đẹp, tương đối là đẹp, rất là ok. Giá cũng phù hợp cho tất cả anh em. Vâng, thì em báo giá cho các bác cùng anh em với cái giá của cặp loa BMB CS350V là 3 triệu đồng nhá. Giá 3 triệu đã bao ship anh em nhá. Vâng, giá 3 triệu đã bao ship cho một cặp loa BMB CS350V. Vâng, bên em bán nhanh, có 5 cặp thôi, không có nhiều. Mọi nhu cầu mua sắm anh em hãy liên hệ cho bên em theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Điện tử Tám Hoa địa chỉ tại Thị Tứ, Sa Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Vâng, toàn thể anh em xem video của bên Điện tử Tám Hoa xin hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh.